em nha. Hôm nay nhà rảnh rảnh lâu rồi mình chưa làm clip CBR cho 50 Indo với cả 15 V3 nha. Hiện nay về được mấy con giờ 15 V3 mới với mấy con CBR mới cũng khá là đẹp nha anh em. Ok, tất cả nằm sau lưng mình hết đây. Giờ 15 này CBR chia ra thành hai hàng nha. Hôm nay mình sẽ quay cho anh em hai cái phân khúc này, hai con hàng này luôn cho anh em. Ok. Rồi ok, đây là hàng của anh em nha. Đếm ngoài đồi 4, 6, 7 con giờ 15 V3 nha. Với 6 con CBR 150. Thì không biết lên quay xe nào trước đây. Nên mình quay CBR 15 V3 trước cho anh em nha. Nay thì vẫn đội hình cũ nhưng mà bán cũng nhiều khá khá rồi. Về được thêm em mới này. Con này như tháng 7 2020 đó, mới đi được có mấy tháng thôi anh em ạ. Để coi ô đồ nhá. Mấy xe này chắc khỏi cần nổ máy thôi anh em. 4137 km, con này là tháng 7 2020. Đó, màu xanh. Quá đẹp anh em ạ, nhìn ốc tán này. Mấy con này thì nói thật là chỉ quay qua cho anh em được rồi. Ok, qua lấy em này đi. Màu đen. Đen này là đen form 2020 nha. Đăng ký 2019, cuối 2019 nó bắt đầu lên mẫu 2020 rồi. 60.500.000 nha anh em. Quên mất chưa báo giá con này. Con này là 62.500.000 nha. Bao cái hồ sơ cho anh em bảo hành máy móc 6 tháng nha. Tất cả cái dàn xe hôm nay mình quay mình sẽ bảo hành máy móc 6 tháng cho anh em và bao cái hồ sơ. Tặng anh em một bình nhớt khi mua xe nhá. 62.500.000, con này thì 60.500.000, ô tô chỉ có 3.000 km thôi. Nó đi ít hơn con bên này luôn, nhưng mà do nó đăng ký 2019 thì cũng rẻ hơn tí. Con này đăng ký 2020 luôn. Ok, qua em này 2019 nha anh em. Ô tô thì 14.000. Đây, quay qua cho anh em xem thôi ha. Vì mấy con xe này nổ máy hết thì nó lâu lắm. Giá của em này là 59.500.000. Toàn bộ bao hồ sơ hết nha. Rồi. 2020 này, 2019 này. 2019 này, con này xuống đây 2018 nha anh em. 56.500.000. Euro 10.000, tí ít hơn con bên này luôn. Mình có đăng ký 2018. Toàn xe đi tầm khoảng 10.000 đổ lại nha anh em. 56.500.000. Đây, màu đen đi 13.000. Con này bán để rẻ cho anh em 59.500.000. 2019 nhá, form 2020. Đen nhám á, đen nhám là cái chỗ này đen nhám này anh em. Đó. Hôm nay mình sẽ báo giá cho anh em là cái dàn giờ 15 V3 và CBR 150 nhá. Tại vì có mấy con mới về nên là mình sẽ báo luôn hai hàng. Đây, con trong này rẻ nhất. 52.500.000. 2018 Euro 22.000. Tất cả xe là toàn bộ zin hết nha anh em. Không có nào là máy hết. Anh em mua có bảo hành dài hạn cho anh em chơi luôn nha. Rồi qua bên CBR đi. Báo con xe T nhất. Đen nhám mà tem thì màu cam. Form 2019. Đăng ký tháng 7 2020. Nói chung là tháng 7 2020 thì không còn gì để nói nữa rồi. Ốc tán này, có cả ABS nha anh em. Full ABS trước sau. Toàn bộ là zin hết nha, chưa có độ chế gì cả. Đó, hôm nay về là con giờ 15 2020 với con CBR 2020. Nổ máy cho anh em nghe tí đi. Giờ 15 thì mình quay quá nhiều rồi. Anh em nào mà thích xem giờ 15 thì có thể quay lại vài clip cũ nhá. Đây, bản ABS thì nó sẽ có chữ ABS nằm góc này này anh em. Ô đô này, 4023 km. Tất cả mọi thứ là hoạt động bình thường nhá, không có báo lỗi gì hết, chưa đâm đụng té ngã gì luôn, bảo hành dài hạn. Xe này nhập nguyên chiếc từ Indo anh em. Mấy bữa nay CBR bán cũng chạy lắm, giá nó cũng ngang ngang bọn giờ 15 á. Rồi
69.500.000 CBR 150 đăng ký tháng 7 2020 nha anh em. Odo 4.000 ở vô trong này đi. Con KTM này thì bữa mình quay rồi, giá 49 triệu. RC 200 vào trong này thì có được mấy con giờ 15 à, mấy con CBR nữa anh em ạ. Quay cho anh em con bản dẹp son 2019. Odo của nó là 13.000 nha anh em. Có trang bị ABS luôn. Giá của nó là 67.500.000. Toàn bộ xe là báo rút hồ sơ hết, anh em chỉ việc cầm về ra tên thôi nha. Vào đến trong này thì con này đăng ký 2019 luôn anh em ạ. Anh em nhìn Odo 8.000 nha. Giá của nó thì bèo hơn. Con này nó không có ABS. 62.500.000 nha anh em. Đen nhám. Qua đến bên này thì có em dẹp son. À con này mình nhận cọc rồi nhá. Bên này mình không có quay nữa. Nhận cọc rồi anh em ạ. Rồi ok. Còn mấy em này nữa. Con này bữa quay rồi báo lại cho anh em luôn. CBR 150 R. Bản này là bản có ABS luôn nha. Màu đen và đỏ. Đây là thông số của nó nè. Odo đã đi hiện tại là 9.000 km nha anh em. Đăng ký 2019. Biển số 59L2. Biển số thành phố 88094. Và chi là 88164209 nút nha anh em. Dành cho anh em nào mà thích phong thủy nha. Ví dụ biển Sài Gòn nhưng mà lại 9 nút thì đây. Chuẩn luôn. Chuẩn không một chỉnh. Biển Sài Gòn 9 nút giá 70.500.000 nha anh em. Bản này là bản có ABS nha. À. Còn bản như thế này là không có ABS này, không có một cái vòng ABS nha anh em. Đó để cho anh em nhận diện. Ok, sang đến em này. Giá là giá bèo nhất. 58.500.000. Toàn bộ xe vẫn máy móc nguyên zin nhá. Odo thì có 11.000 thôi anh em ạ. Đó. Ok. Lỗ đại một con có bô lỗ cho anh em nghe chơi nha. Cái dòng này mà nếu mà gắn cây bô AK R1 đây. Nổ thử nha. Nói chung là gắn vào thì cũng tê phết đây anh em ạ. Không đơn giản đâu. Rồi ok, đó là hai cái dòng CBR và R15V3 hiện tại có cửa hàng nhá. Anh em nào mà có nhu cầu mua hai cái dòng này thì có thể xuống trực tiếp cửa hàng xem xe cũng được, hoặc là alo số điện thoại của mình, thích xe nào thì mình có thể gửi ảnh chi tiết cho anh em coi ha. Có con GRX này cũng không biết nọ quay chưa nữa, nhưng mà tiện quay luôn cho anh em nhé. Con này là đăng ký 2019, xe nhập Indo, có trang bị ABS nha anh em. Ốc tán thì như mới. Xe màu đen, tem đỏ, mâm đỏ. Giá của em nó là 58.500.000 cho một em GRX R150. Đi 5.000 cây. Báo giữ hồ sơ cho anh em luôn nha. Nghe máy tí không? Cho anh em nghe. À, bản ABS thường thường là nó có cái chữ ABS ở ngay góc dưới này này anh em. Em du anh em ạ. Đây cho anh em nghe bô zin nhá. Rồi ok. Ok thì vừa rồi là mấy con xe R15 và CBR 150 nhà mình hiện có cửa hàng nhá. Anh em nào mà thích cái con xe nào thì alo số điện thoại của mình để trên góc trái màn hình nè. 0974847553. Địa chỉ cửa hàng là 52 Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Gia An, Bình Dương nha anh em. Nhà thì còn rất nhiều mô tô nhá, đủ các loại dòng từ 300, 150 cho đến 1.000 đầy đủ hết. Anh em nào mà cần mua bán mô tô thì alo số điện thoại của mình nhá. Ok, clip chắc xin dừng tại đây thôi. Anh em nào mà hay cho xin một like và đăng ký kênh nhá. Ok, tạm biệt anh em nhá.